tiếp tục với các thông tin về thị trường hàng hóa đóng cửa ngày giao dịch hôm qua 11 tháng 7 diễn biến phân hóa khiến sắc xanh đỏ đan xen trên bảng giá hàng hóa nguyên liệu chỉ số MSCI giảm không đáng kể xuống mức là 2.622 điểm kết thúc chuỗi tăng hai phiên liên tiếp trước đó tuy nhiên thì mức tăng trong ngày hôm qua chỉ đến từ nhóm năng lượng trong khi lực bán hoàn toàn áp đảo trên ba nhóm còn lại là nông sản nguyên liệu công nghiệp và kim loại giá trị giao dịch toàn sở tăng 6% đạt gần 4.000 tỷ đồng trên thị trường nông sản thì giá ngô thu hút nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư. Từ khi mở cửa thì ngô đã tăng vọt và trở thành mặt hàng dẫn dắt xu hướng của toàn nhóm nông sản. Tuy nhiên lực bán dần mạnh lên đã làm bốc hơi gần như là toàn bộ mức tăng từ phiên sáng và khiến cho giá ngô đóng cửa chỉ tăng nhẹ 0,88%. Ở chiều ngược lại, sau hai phiên tăng liên tiếp vào cuối tuần trước, lúa mì hợp đồng tháng 9 đóng cửa đã quay đầu giảm mạnh tới gần 4% do thông tin tích cực về tình hình xuất khẩu lúa mì ở Nga. Trên thị trường nội địa thì ghi nhận trong sáng nay, giá lợn hơi nối dài đà tăng mạnh với mức tăng là từ 1.000 đến 4.000 đồng một kg. Theo đó thì giá thu mua lợn hơi ba miền đang ở mức là 54.000 đến chạm mốc là 70.000 đồng một kg. Giá thức ăn chăn nuôi liên tục tăng cao vẫn đang khiến cho doanh nghiệp và các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ gặp rất nhiều khó khăn.